Xin chào các bạn. Levi Music hôm nay sẽ giải thích cho các bạn tại sao các bạn nên lựa chọn cho mình một khóa học guitar điểm hát online. Lý do thứ nhất đó là các bạn không có đủ thời gian để bạn có thể đến tại trung tâm âm nhạc để chúng ta học. Lý do thứ hai là học phí cao so với học online. Lý do thứ ba là bị cố định thời gian. Có đôi lúc chúng ta không thể nào sắp xếp được thời gian cố định được, nhưng mà chúng ta có thể linh động học tùy theo cái thời gian của chúng ta, có thể sáng, chiều, tối hoặc là giờ là giải lao buổi trưa trong giờ nghỉ tại sở làm việc hoặc tại cơ quan, hoặc là buổi tối trước khi đi ngủ chúng ta dành thời gian ra nửa tiếng, một tiếng đồng hồ để chúng ta luyện tập. Lý do thứ tư đó là không giới hạn thời gian. Các bạn có thể học kéo dài hoặc các bạn có thể học rút ngắn thời gian là tùy vào quá trình luyện tập của các bạn. Vì vậy, các bạn nên lựa chọn cho mình một khóa học guitar online với Levi Music. 3 tháng các bạn sẽ đệm hát và các bạn sẽ tạo nên sự bất ngờ cho bạn bè của các bạn, với công ty của các bạn. Với những chuyến đi picnic, các bạn có thể tự tầm guitar. Cầm guitar thì các bạn có thể đệm hát cho mình hoặc cho bạn bè của các bạn. Hoặc là cơ quan của các bạn có những chương trình văn nghệ thì chúng ta có thể đăng ký tham gia. Levi Music sẽ đem đến cho các bạn khóa học guitar đệm hát cực kỳ hiệu quả. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye!